ba không nói, ba không làm và ba không chơi, về già phải nhớ. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người xưa dạy rằng 30 tuổi phải biết cống hiến, thỉnh thoảng vẫn có thể tự cao tự đại, nhưng 40 tuổi nhất định phải chín chắn và hiểu đời hơn. 50 tuổi là lúc nên nhìn lại tất cả mọi thứ. Còn đến năm 60 tuổi, quý vị phải biết ba không nói, ba không làm và ba không chơi. Có thể khi nghe đến lời dạy này, nhiều quý vị sẽ phải thốt lên là tại sao về già rồi mà vẫn còn quá nhiều nguyên tắc phải ghi nhớ như thế? Chẳng phải tuổi già là cần được sống thoải mái, vui vẻ sao? Nhưng quý vị ơi, chẳng có lời dặn nào của cổ nhân mà lại không có ý nghĩa là thừa thãi cả. Vậy thì ý nghĩa của ba không nói, ba không làm và ba không chơi là gì? Quý vị đã thực hiện được mấy điều rồi? Ngẫm Sự Đời mời quý vị cùng tìm hiểu về câu nói này trong video ngày hôm nay nhé. Ba không nói. Càng lớn tuổi, càng chín chắn và trưởng thành thì bạn càng cần học cách im lặng. Đây sẽ là tiền đề để có cuộc sống ấm êm và mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Lời thứ nhất, những lời nói dối trá. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Ở một khu làng nọ, có một chú bé chăn cừu rất nghịch ngợm và hay nói dối. Một hôm, đang chăn cừu ngoài đồng, chú bỗng chạy về làng kêu toáng lên rằng: "Cứu tôi với, có chó sói về bắt đàn cừu." Tất cả người trong làng đều vội chạy ra xem tình hình thế nào để tìm cách đuổi sói đi. Và thế là đã bị mắc lừa, vì thật ra chẳng có con sói nào cả. Trong lúc mọi người tức giận thì chú bé kia được một trận cười khoái trá. Sau vài lần như vậy, chó sói về thật, chú bé chăn cừu lại hét lên cầu cứu, nhưng không ai giúp chú nữa, vì mọi người nghĩ đó lại là lời nói dối như những lần trước. Và kết quả là đàn cừu bị chó sói thịt mất. Quý vị ơi, có phải trong cuộc sống chúng ta hẳn đều từng nói dối tại một số thời điểm? Tuy nhiên, đừng để những lời nói dối không hợp lý và thường xuyên trở thành thói quen xấu của mình, quý vị ạ. Bởi nếu chân thật là chìa khóa chiếm lòng tin từ mọi người, thì dối trá chính là cắt đứt sợi dây niềm tin từ mọi người. Vì vậy, quý vị đừng để thói quen dối trá làm hại chính mình. Nhân vô thập toàn, con người không ai là hoàn hảo cả. Dù vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cho quý vị có lỡ làm sai điều gì thì cũng hãy thành thật nhận lỗi để sửa sai. Quý vị hãy nhớ rằng chỉ có chân thật, chân chính mới làm nên giá trị thật sự của một con người. Trên thực tế, lời nói chân thật sẽ không làm hại bất cứ ai. Ngược lại, chân thật sẽ làm cho quý vị có thể chiếm được lòng tin từ mọi người, mà bắt đầu nhất chính là lòng tin từ những người thân yêu của mình. Lời thứ hai, những lời nói gây tổn thương. Quý vị có thấy là có nhiều người trong cuộc sống luôn nói năng một cách tùy tiện, nghĩ gì là nói nấy. Họ cho rằng đó là tính cách của mình, xem mình là người thẳng tính. Nhưng kỳ thực đó là hành vi thể hiện bản thân là người không biết nghĩ đến những cảm xúc của người khác, nói ra những lời tổn thương người khác, hại người, hại mình. Lời nói tổn thương của người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng hình ảnh của mình đã bị người khác xem thường, tổn thương sẽ không bao giờ quên được. Nói một cách tử tế sẽ khiến người ta cảm thấy như gió xuân, trong khi nói những lời tổn thương sẽ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh và khiến người nghe tổn thương. Khi con người dễ xúc động, dễ bị cảm xúc điều khiển, không nói nên lời, nói ra những điều vô cùng khó chịu, khiến người nghe cũng thêm phần ảnh hưởng và suy nghĩ. Dù người nói không có chủ ý, nhưng người nghe lại có phần suy nghĩ. Có lẽ một lời nói không thích hợp đã chạm vào nỗi buồn của người kia và vô tình phá hủy tình cảm sâu sắc của nhau. Điều hay tiếng xấu khó thoát khỏi, nên nói gì cũng phải cẩn thận. Bất kể là nói chuyện với ai, trong hoàn cảnh nào, thì quý vị cũng cần cẩn trọng. Nói thận trọng là phải suy nghĩ kỹ trước khi nói.
chúng ta phải biết rằng trên đời giả vờ nói quá, nói nhiều quá thì sẽ thua. Đôi khi một câu nói vô tình hoặc không vừa ý có thể khiến đối phương hiểu lầm và nảy sinh nghi kỵ trong mối quan hệ. Sau này mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau về những gì được nói ra. Khi vợ chồng hòa thuận, hãy nghĩ nhiều hơn đến sự đóng góp của nhau và đừng nói những lời thiếu thiện cảm. Dạy con cái, nghĩ nhiều hơn đến ưu điểm của con cái và không nói những lời tổn thương. Khi giao lưu với bạn bè, hãy nghĩ nhiều hơn về lợi ích của người khác mà không nói những lời gây chạnh lòng. Nói năng tàn nhẫn là hành động nhanh chóng, làm tổn thương người khác cũng như bản thân, không phải là việc của một người khôn ngoan, quý vị ạ. Lời thứ ba, những lời nói khoe khoang. Nhiều người thích nói về bản thân mình mà không cần biết người nghe có thích hay không. Khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Muốn được người khác ngưỡng mộ thì phải làm những việc xứng đáng với sự ngưỡng mộ ấy. Tuyệt nhiên không thể tự nhận qua lời khoe khoang được. Bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả. Ba, không làm. Việc thứ nhất, không so sánh, tự rước phiền não về mình. Có bao giờ mà quý vị thắc mắc thế giới này vì sao ai ai cũng có lúc sầu não, phiền muộn? Người vì danh lợi, tình ái, quyền lợi. Nhìn thấy có vẻ như mọi người ai cũng đều đang đi tìm kiếm hạnh phúc riêng của chính mình. Nhưng sao tìm mãi mà vẫn không thấy? Thực ra, nguyên nhân chính đó là một người khi nhìn lên và cảm thấy ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện ra có người cũng đang nhìn lên và ngưỡng mộ cuộc sống của mình. Kỳ thực ai trong chúng ta cũng hạnh phúc cả. Cuộc sống của quý vị đã thực sự đáng ngưỡng mộ rồi, chỉ là vì quý vị vẫn cứ mãi quẩn quanh đi so sánh cuộc sống của mình với người khác mà thôi. Có câu nói rằng, so sánh với người, tự mình tức chết. So đi so lại, bản thân cuối cùng được gì đây? Nếu như thật sự phải so sánh, thì tại sao quý vị lại không chọn so sánh chính mình với chính mình? Hãy nhìn lại chính bản thân mình, đối chiếu với ngày hôm qua, tự nhìn nhận sự phát triển, năng lực bản thân và chất lượng cuộc sống mới là điều quan trọng, cần phải so sánh để không ngừng tiến bộ hơn. Đó mới là phép so sánh tốt nhất với quý vị. Quý vị phải biết rằng, sự thật là một người luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Sở dĩ không phải vì họ sở hữu nhiều, mà là vì họ ít toan tính thiệt hơn, không so đo bản thân với người khác. Họ biết đủ và chất quý cuộc sống hiện tại của mình. Cuộc sống của họ tuy đơn giản, nhưng nhờ vậy mà lại tìm được ý nghĩa thực sự của nhân sinh. Việc thứ hai, không làm hại người khác. So sánh với người khác thì về lâu dài cũng sẽ ghen tị, đố kỵ với họ. Mà tâm đố kỵ như rượu độc, hại người cũng là hại chính mình. Làm người cần phải biết tôn trọng và độ lượng với kẻ khác. Vậy nên, khi quý vị thấy người khác có điều tốt, nên vui mừng thay họ. Thấy người khác hơn mình, nên học hỏi nhiều hơn. Khi người khác cần sự trợ giúp, cần tận tâm, tận lực cứu giúp. Muốn lòng dạ đủ rộng rãi và độ lượng, nhất định không thể nảy sinh ý định làm hại người khác. Có như vậy, người khác mới cảm thấy sự chân thành, chân chính của ta mà đối xử thiện đãi. Hãy mở rộng tấm lòng của mình hơn một chút, dùng tâm lý bình thản để cư xử đối đãi với người xung quanh. Ưu điểm của người khác chúng ta nên ghi nhận, việc tốt của người khác chúng ta nên tuyên dương, thành tích của người khác chúng ta nên khen ngợi, việc vui của người khác mình cũng nên mừng. Mang trong mình một tâm thái như thế, cuộc đời sẽ vô cùng tự do, tự tại. Việc thứ ba, không tham tài chiếm lợi. Nói đến lợi ích, có những thứ rất bề mặt, ai ai cũng nhìn thấy được, nhưng lại có những thứ rất ẩn mình, tưởng là phúc đấy, thực ra lại là họa, tưởng là lợi đấy, thực ra lại thiệt thòi nhiều hơn. Ngược lại, người khôn ngoan sẽ không vì cái lợi trước mắt mà chiếm đoạt tiện nghi bất chính. Họ hiểu rõ nhân quả, muốn nhập thì phải biết xuất, trên đời không có của trời cho. Ba, không chơi.
Thứ nhất, không chơi với người bất hiếu, kẻ vô tình. Người xưa có câu, trăm thiện lấy chữ hiếu làm đầu, bởi hiếu là cái gốc của nhân cách, là thứ đạo của trăm vạn đức tính. Nếu một người nghe đến bố mẹ thân sinh của mình còn đối xử không tốt, vậy ta sao có thể đặt hy vọng họ có thể hết lòng với bạn bè được đây? Những người hờ hững vô tình, lòng dạ sắt đá, lạnh lùng băng giá, kiểu người như vậy tuyệt đối đừng kết giao, quý vị nhé. Thứ hai, không chơi với người chỉ biết tư lợi vì mình. Tính cách tư lợi khiến họ không nhìn thấy những gì người khác bỏ ra mà chỉ chăm chăm để ý đến cái được mất của mình, đặt lợi ích bản thân vượt trên hết thảy. Loại người như vậy sẽ chỉ biết lợi dụng người khác, thậm chí vì lợi ích mà sẵn sàng bán đứng cả thân nhân, bạn bè. Trong cuộc sống, nếu giao du với loại người này, bạn sẽ mãi là đối tượng bị bòn rút để thu lợi nhiều hơn. Điều thứ tư, không chơi với kẻ bất tín. Khổng Tử từng nói, nhân nhi vô tín, bất chi kỳ khả xã. Ý muốn nói, người không giữ chữ tín thì không biết có thể thành người được không? Chữ tín cũng quan trọng, giống như sinh mệnh thứ hai của con người. Người có chữ tín thì lời nói của người ấy phù hợp với hành vi, nói sao làm vậy, tạo niềm tin nơi người khác. Trên đời này, biết giữ chữ tín là việc vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mỗi con người. Nó là sợi chỉ kết nối con người lại với nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tín nghĩa là một nhân cách đáng quý của con người mà chúng ta có dùng tiền cũng không mua được. Người không có đức tín, có giỏi cũng không thành công. Làm người phải có tôn nghiêm, phải giữ nhân cách và chữ tín của mình với những kẻ vì tiền bạc, quyền lực mà sẵn sàng thay đổi nguyên tắc làm người, thì dù cho có kết giao, quý vị cũng mãi chỉ là một viên đá lót đường trong công cuộc tiến thân của họ mà thôi. Nói năng lễ phép, nhường nhịn khoan dung, tuân thủ lời hứa, cởi mở chân thành là những đức tính giúp phân biệt người quân tử có tu dưỡng và kẻ tiểu nhân vô đạo. Truyền thống Á Đông từ ngàn xưa vốn trọng sự hàm dưỡng, tu luyện bản thân. Nho gia quan niệm tu thân tể gia, trị quốc bình thiên hạ. Đạo gia giảng về tu chân dưỡng tính, còn Phật gia thuyết về đạo tu hành chính quả. Và quả thực, người ta được tôn trọng không phải vì bạc tiền, chức tước công danh, mà chính ở sự tu dưỡng, phẩm giá bên trong của mình. Chân thành. Người xưa kết giao với nhau trọng nhất là sự chân thành, cởi mở. Người ta nói, quân tử kết giao nhạt như nước, còn tiểu nhân kết giao nồng như rượu. Đương nhiên, rượu hấp dẫn hơn, hương vị khó quên, nhưng quá chén thì say, tổn hại thân thể. Còn nước chẳng mùi chẳng vị, đạm bạc vô cùng mà lại thiết yếu vô cùng. Xưa nay, chỉ nghe có người nhìn rượu chứ chưa từng nghe ai sống được mà thiếu nước bao giờ. Người kết giao như nước thì chơi với nhau hoài không chán, không thắm cũng không phai, lúc nào cũng chân thành, phóng khoáng. Lại có người nói, thành thật không mang đến quá nhiều bạn bè nhưng luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa nhất. Một tình bạn chân thật không vụ lợi chính là tài phú của đời người, hạnh phúc của đời người. Trong biển trời sông bão, người bạn chân thành không ngại vươn cánh tay ra dìu đỡ ta. Họ có thể không thường ở bên ta, tận hưởng niềm vui, nhưng lúc ta phải đối diện với nỗi đời cơ cực thì họ chẳng bao giờ vắng mặt. Một người sống chân thành, giản dị, trung thực thì cả đời hưởng phúc, cũng cả đời gieo phúc đức đến vạn vật xung quanh. Người chân thành đương nhiên có một tâm hồn thiện lương. Người khác ở bên cảm thấy sự ấm áp tỏa ra từ trái tim họ. Vì họ chân thành nên chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so đo cao thấp, lại thích ra tay giúp người. Ở đời, cái gọi là tri kỷ chính là bắt đầu từ những tấm chân tình rất mực như thế. Xưa, Bá Nha làm quan đại phu ở nước Tấn, trên đường đi sứ, gặp đêm thu gió mát trăng thanh, mang đàn ra gầy, chẳng may dây đứt. Ngờ rằng có người nghe lén, Bá Nha bèn cho quân sĩ lên thăm dò,
thì ra có chàng trung tử kỳ ẩn giật đốn củi trên núi. Sau khi tương ngộ, Bá Nha sửa lại ngón đàn, gầy khúc cao sơn lưu thủy. Từ kỳ lắng tai, tâm hồn rung cảm, thấu đến hồn phách, đàm đàm luận luận không ngớt tán thưởng. Bá Nha giật mình, biết là gặp được Tri Âm, bèn muốn đưa Từ Kỳ về để sớm hôm đảm đạo. Từ Kỳ thoái thác vì còn phải chăm sóc phụ mẫu, Bá Nha lại hẹn mùa thu năm sau gặp nhau dưới bến sông này. Từ Kỳ đồng ý, chẳng ngờ mùa thu năm ấy, y hẹn Bá Nha về chốn cũ thì nghe tin Từ Kỳ đã mất vì bạo bệnh, lòng đau khôn xiết. Tế viếng mộ bạn, đàn khúc cao sơn lưu thủy xong, Bá Nha bèn đập nát cây đàn, thề không bao giờ gầy nữa vì nay đã mất một Tri Âm. Tấm chân tình ấy chỉ có bậc quân tử mới có được vậy. Điềm tĩnh. Phàm người làm việc lớn xưa nay đều phải có tính khí. Sự điềm tĩnh ấy đến từ một nội tâm mạnh mẽ. Họ không phải kiểu người gặp việc bình chân như vải, phó mặc buông xuôi, cũng không phải kiểu ba phải, không chính kiến, nội tâm trống rỗng. Đối diện với bi kịch khó nạn, dẫu như núi Thái Sơn đổ sập trước mắt, một người điềm tĩnh cũng không chớp mắt bận lòng suy xuyển. Người có tính khí ắt là cũng có bản lĩnh phi thường, bình tĩnh thì mới nhìn được chân tướng sự việc, mới biết cách đối đãi sao cho vẹn toàn sau trước. Hất tấp vội vã chỉ làm hỏng việc, ấy là cách ứng xử của kẻ thất phu, gặp việc là nóng giận mất khôn, chịu nhục thì tuốt kiếm tương đấu. Hàn Tín xưa giữa đường gặp cường đạo chặn đường thách giết, nếu là tay Vũ Dũng thì có thể một đao kết liễu kẻ vô lại kia. Nhưng Hàn Tín lòng đầy bình thản, ung dung, điềm tĩnh đến độ chấp nhận chơi qua háng kẻ vô lại để tránh tự dứt lấy chuyện thị phi. Quan Vân Trường bị trúng tên độc, cánh tay sưng phù, thần y Hoa Đà đến chữa muốn mổ tay ra, yêu cầu quan công che mặt uống thuốc mê giảm đau. Quan công gạt phăng, sai bày bàn cờ điềm tĩnh ngồi đánh cờ với Mã Lương để mặc cho Hoa Đà sạch tay cạo xương ken két, ai nghe cũng giận người. Người điềm đạm bình tĩnh thì dẫu thân có nằm trong cảnh phồn hoa ổn ả mà lòng vẫn yên định như không. Đối với những tranh đoạt trong đời, họ hoàn toàn để ngoài tâm, họ chọn cho mình một chỗ đứng cao hơn để tĩnh lặng nhìn thế sự. Người bình tĩnh không phải là kẻ nhu nhược, yếu mềm, mà thực ra rất cứng cỏi, kiên định vậy. Giữ chữ tín. Có câu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Quân tử nói một câu, bốn ngựa khó đuổi kịp. Lời nói của một người có tu dưỡng tuyệt nhiên không tùy tiện. Lời hứa của một người quân tử có sức nặng còn hơn cả chuyện sinh tử. Từ xưa đến nay, người thành tín đi đến đâu cũng được quý trọng và có thể làm nên việc lớn. Thời Tam Quốc, Thái Sử Từ sức khỏe hơn người, giao đấu với Tiểu Bá Vương, Tôn Sách bất phân thắng bại. Sau, ông bị vây bức bại trận, Tôn Sách bắt được bèn chiêu hàng. Thái Sử Từ xin Tôn Sách cho mình đi chiêu tập những quân sĩ cũ, sau 60 ngày sẽ quay lại về dưới trướng. Tôn Sách tin lời sai đi, quần thần dưới trướng đều cho rằng chuyến này Thái Sử Tử đi tất không trở lại. Tuy nhiên, 60 ngày sau y hẹn, Thái Sử Tử trở về lại dẫn theo hơn 10,000 quân quy hàng Tôn Sách. Thế lực Tôn Sách lại càng mạnh thêm lắm. Sau chuyện này, Thái Sử Tử càng được Tôn Sách cảm mến tín phục. Muốn làm nên việc lớn, giữ chữ tín chính là yếu tố đầu tiên, cũng là quyết định. Giữ chữ tín thì thu nạp được lòng người, bội ước thất tín thì trước sau cũng bị xa lánh. Vậy nên có người nói, chữ tín là tài sản quý báu nhất đời người. Đi khắp thiên hạ cũng không sợ, không trốn dung thân. Khoan dung. Lùi một bước biển rộng trời cao, lời người xưa dạy quả nhiên chí lý. Một điều nhịn là chín điều lành, nhưng một người một phần thì tâm tình mình thêm mấy phần khoáng đạt. Khoan dung trước là nhường nhẫn, không tranh không đoạt, sau là bao dung, vị tha, không kể lỗi lầm, tha thứ vô điều kiện. Sống trên đời, hầu như ai cũng từng một lần phạm phải sai lầm. Nhưng sai lầm không phải là thảm họa, tội lỗi. Nó là cơ hội để một người tự quản lại bản thân, đúc rút bài học nhân sinh để cao năng lực. Bậc khoan dung
luôn nhìn thấy điểm tốt đẹp ấy trong những sai lầm của người khác. Ngược lại, kẻ không thể quên được sai lầm của người khác thì chính là mảnh tâm hẹp hòi, không thể bao dung, càng không nói chuyện lấy thiện đãi người. Gia Cát Lượng mang quân chinh phục miền Nam, vào nơi hiểm địa rừng sâu nước độc, 7 lần bắt được thủ lĩnh dân man là Mạnh Hoạch, lại 7 lần thả đi. Đương nhiên, ông không rảnh rỗi để chơi trò bắt cóc bỏ đĩa ấy, mà là muốn lấy đức phục người, đem nhân nghĩa mà giáo hóa kẻ vũ phu. Tuy nhiên đến lần thứ 7, Mạnh Hoạch tâm phục khẩu phục, đuổi cũng không đi, một lòng một dạ theo hầu Gia Cát. Sau này, khi Gia Cát Lượng mất, Mạnh Hoạch đau xót đứt từng khúc ruột, tưởng như cha mẹ, anh em qua đời. Tha thứ không phải ban phát ân huệ cho kẻ khác, mà chính là tự cởi trói cho bản thân mình, tự soi xét mình. Đó là một đức tính quý báu mà cổ nhân lưu lại. Tự xét mình, phản tỉnh hầu như đã trở thành một phản xạ của người xưa. Khổng Tử dạy, kiến hiền tư tể yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh giã. Tạm dịch, thấy người hiền thì tự coi mình có bằng hay không, thấy kẻ không hiền thì tự xét lại mình. Đó chính là luôn luôn hướng nội học hỏi. Người xưa mỗi ngày thường dành ra một khoảng thời gian để chiêm nghiệm lại mình, thấy khuyết điểm thì sửa, hoặc như không có sai sót thì cũng tự răn mình chớ phạm vào điều lễ tiết. Người biết tự soi xét mình chính là có trí tuệ cao thâm, gặp việc thì tìm sai ở bản thân, không oán trách đổ lỗi cho người khác. Vậy nên họ nói thì phát ra lời chân chính, làm thì ra việc quang minh, lỗi lạc. Xưa nay, sự khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân cũng chỉ khác nhau ở việc đó. Bậc quân tử thường tự trách mình, nhận ra điều thiếu sót, từ đó không ngừng đề cao cảnh giới. Kẻ tiểu nhân thì mãi tìm lỗi ở người, oán trời trách đất, u u mê mê, cuối cùng cả đời mang hận. Quý vị thân mến, trong đạo vợ chồng, người xưa luôn nhắc nhở câu vợ chồng tương kính như tân mới giữ được hạnh phúc lâu dài, bền vững. Với các thành viên khác trong gia đình cũng vậy, có lẽ trở nên quá quen thuộc hoặc vì nhiều lý do khác nên không chú ý đến những dấu hiệu khiến gia đình suy bại và rạn nứt. Sau đây là 5 lý do khiến một gia đình dễ suy vong. Không chú ý đến dù một nguyên nhân thôi, ắt cũng phải xem lại. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi với ngẫm sự đời. Nếu thấy gia đình mình cũng đang tồn tại những nguyên nhân này thì hãy nhanh chóng thay đổi ngay nhé. Nguyên nhân thứ nhất, thường xuyên khắc khẩu, tranh cãi. Có câu nói như thế này, không biết các cặp vợ chồng đã từng nghe qua hay chưa? Đó là vợ chồng có hòa thuận rồi sau đó gia đạo mới thành. Trong lễ của người xưa cũng luôn nhắc nhở rằng vợ chồng tương kính như tân. Chỉ khi vợ chồng chung sống hòa thuận, cùng nhau cố gắng vun đắp thì gia đình mới có thể thịnh vượng phát đạt. Cổ nhân cũng dạy, anh em hòa thuận thì gia đình không bị tiêu tan, chị em dâu hòa thuận thì không khí gia đình dễ chịu, gia đình có vợ hiền thì lo gì không giàu có, con cái hiếu thảo thì cha mẹ đâu phải lo nghĩ nhiều. Nếu trong một gia đình vợ chồng gặp chuyện là tranh cãi khắc khẩu, thậm chí nghiêm trọng hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thì lâu dần không chỉ ảnh hưởng xấu đến tình cảm đôi bên, mà còn ảnh hưởng đến việc giáo dục thế hệ sau. Chưa dừng lại ở đó, việc con cái khi phải thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ khắc khẩu, bạo lực trong gia đình, thì rất khó để trở thành những người có đức hạnh tốt trong tương lai. Nếu trong một gia đình mà cha mẹ, anh em, con cái xảy ra tranh cãi lẫn nhau, thì sự tan rã là nhanh chóng. Quý vị hãy nhớ rằng gia hòa vạn sự hưng có lẽ là đạo lý mà rất nhiều người đã từng nghe. Nhưng đứng trước mỗi sự tình bất hòa, làm sao để giữ được tâm thái bình tĩnh, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, thậm chí là bao dung với đối phương, thì không phải người nào cũng làm được. Chỉ khi các thành viên trong gia đình hòa thuận vui vẻ thì mới có thể đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ. Một khi tâm cùng hướng về một điểm, lực cũng hướng về một chỗ thì mới có thể sinh ra đức hạnh.
Để giữ hòa khí trong gia đình, mỗi người trước tiên cần chú trọng tu khẩu. Đứng trước mâu thuẫn cần phải lùi một bước. Làm việc gì thì cũng cẩn thận, nghĩ cho các thành viên khác trước thì mọi điều mới chuyển biến tốt đẹp hơn lên, quý vị nhé. Nguyên nhân thứ hai, đem những cảm xúc tiêu cực chút lên người mà mình yêu thương. Quý vị có đồng ý rằng không có gì có thể bì lại được một gia đình hòa khí vui vẻ? Nhưng đáng tiếc là rất nhiều người lại bỏ qua điểm này. Trong ngày, đoàn viên lại đem những cảm xúc tiêu cực nhất dội lên đầu người thân yêu nhất, phải không nào? Đôi khi chúng ta đối đãi với người ngoài rất tử tế, một câu xả, một câu vâng, nhưng lại luôn đem những từ ngữ khó nghe nhất để nói với vợ con, bố mẹ. Vì chúng ta biết và tin tưởng một điều rằng người thân sẽ luôn bao dung chúng ta vô điều kiện. Nhưng quý vị ơi, sẽ ra sao nếu mỗi thành viên trong gia đình đều mang cảm xúc tiêu cực về nhà, khiến cho không khí trong gia đình ngột ngạt? Vậy sớm muộn gia đình đó khó tránh khỏi xung đột bất hòa. Ngày xưa, hàng xóm mới chuyển đến khu nhà tôi là một đôi vợ chồng trung niên, đều là người có học vị cao, con cái học tại các trường điểm, thành tích rất tốt. Ban đầu ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng một ngày nọ, những âm thanh cãi vã từ nhà họ truyền ra khiến cả khu bất ngờ. Do công việc bận rộn, áp lực lớn, về đến nhà thì bắt đầu cãi nhau bằng câu chuyện ai quản con cái. Bà vợ mắng chồng bỏ ra cho cái nhà này quá ít. Ông chồng cãi rằng bà cơm ba bữa cũng không xong. Cãi nhau chưa thỏa, lôi hết bát đũa ấm chén trong nhà đập vỡ, dọa đứa trẻ khóc hết nước mắt. Cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, những chuyện còn con cũng lôi ra cãi nhau. Quý vị nhớ đấy, gia đình là để yêu thương, là nơi của niềm vui và tiếng cười, chứ không phải chỗ để chửi bới, trách cứ lẫn nhau. Một gia đình hạnh phúc có nghĩa là người chồng hiểu và chia sẻ những vất vả của vợ, người vợ hiểu được khổ cực và là hậu phương vững chãi phía sau, đồng thời yêu thương, tôn trọng chồng. Người lớn hiểu và dạy con một cách lý trí, con cái biết nghe lời, hiếu thuận, hiểu công lao bố mẹ sinh thành và dưỡng dục mình. Cổ nhân nói, xa hòa, vạn sự hưng. Chỉ có hòa khí giữa các thành viên trong gia đình mới có thể tránh xa hoạn nạn, vạn sự đều hưng, phú quý mới lâu dài. Nguyên nhân thứ ba, quá nuông chiều con cái, không để chúng tự lập. Trong một gia đình, bố mẹ luôn coi đứa trẻ là trung tâm. Kiểu yêu thương đó dễ biến thành nuông chiều, dung túng. Khi bố mẹ tập cho con thói quen dựa dẫm, hãy cẩn thận, ngày đứa trẻ trưởng thành khả năng sẽ thiếu đi tính tự lập, trở thành búp bê trong lồng kính. Ngẫm sự đời từng gặp rất nhiều bố mẹ có quan điểm rằng đời mình đã khổ, không thể để con cái khổ theo, không nỡ tiêu 100.000 để đi ăn hàng, nhưng sẵn sàng tiêu vài trăm nghìn để mua đồ mà con thích ăn. Không nỡ bỏ ra 500.000 để mua một bộ quần áo cho bản thân, nhưng sẵn sàng cho con vài triệu để mua một đôi giày hiệu. Và kết quả là gì? Đó chính là những gia đình vốn không phải khá giả, nhưng lại nuôi dưỡng ra một thế hệ cậu ấm cô chiêu, không hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, tiêu tiền phung phí. Quý vị hãy nhớ rằng, việc đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu của con trẻ không hề có lợi cho sự trưởng thành của đứa trẻ đó. Ngược lại, còn khiến đứa trẻ thiếu đi sự tự lập, tôn trọng đồng tiền, trở nên kiêu ngạo, thậm chí có hành vi gây hại cho người khác. Đến một ngày, chúng còn hình thành quan niệm rằng con cái đương nhiên có quyền được thương yêu theo cách đó và dễ dàng trở thành đứa trẻ vô ơn. Hy vọng các bố mẹ đều hiểu một đứa trẻ không được giáo dục tốt là một trong những nguyên nhân của sa bại. Nguyên nhân thứ tư, lười lao động, ham hưởng thụ. Quý vị ơi, một gia đình cho dù nghèo khổ đến mức nào đi nữa, chỉ cần biết siêng năng làm việc, tiết kiệm chi tiêu thì nhất định sẽ có ngày hưng thịnh. Còn một gia đình cho dù là giàu có đến mức nào đi nữa mà một khi bắt đầu xa xỉ hưởng thụ thì sẽ rất nhanh suy bại. Đây cũng chính là đạo lý mà cổ nhân thường nhắc tới. Từ cần kiệm đi đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ đi đến cần kiệm thì khó. Một gia đình muốn tồn tại được thì phải ghi nhớ
không lây nhiễm những ham mê bất lương, mà trong đó đánh bạc và sử dụng chất gây nghiện là nghiêm trọng nhất. Trong gia đình, một khi đã có người mắc vào những ham mê này, thì chuyện suy bại chỉ là trong nháy mắt mà thôi, quý vị ạ. Thế nên, bất luận là thời điểm nào, dù giàu sang hay bần cùng, thì người ta đều phải lấy cần và kiệm để quy phạm chính mình, không để quá độ phóng túng. Nếu không, đó chính là đang gieo mầm tai họa cho chính mình và người thân. Và cuối cùng, gia phong không nghiêm, gia đình khó vượng. Trong giáo huấn của Tư Mã Quang có nói: tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng độc. Bất như tích âm đức vô minh minh chi trung, dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế. Ý là để lại vàng dành cho con cháu, chưa chắc con cháu giữ nổi. Để lại sách cho con cháu, chưa chắc con cháu có thể đọc, chi bằng hành thiện tích đức. Chỉ có phúc đức truyền lại, con cháu mới được hưởng phúc lâu dài, gia đình mới thịnh vượng phát đạt. Gia phong nghiêm mới là gốc rễ của một gia đình thịnh vượng. Cách gọi là gia phong không nhất định phải được viết trên giấy. Đó là bài học, lời dân của cha mẹ truyền lại cho con cháu, mang lại giá trị vô hình cho đời sau. Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi người. Lời ăn tiếng nói, cử chỉ tư tưởng của một người có liên quan mật thiết đến giáo dục trong gia đình. Ngược lại, cái mà tạo nên một gia đình nằm ở nhất cử nhất động của các thành viên, ảnh hưởng đến vượng khí của gia đình đó. Quý vị hãy nhớ rằng, sự yêu thương, quan tâm, tin tưởng giữa các thành viên mới có thể làm nên một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, bền chặt. Trân quý và tôn trọng mỗi thành viên trong gia đình, có trên có dưới, tránh xúc phạm hay đem những cảm xúc tiêu cực làm gia tăng căng thẳng trong gia đình. Như vậy mới tạo cho mỗi thành viên cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc, là tổ ấm đi về không nơi đâu bằng. Không dung túng, nuông chiều con cái, chỉ có như vậy mới hiểu được giá trị của tự lập, giá trị của lao động. Xây dựng một truyền thống gia phong có nề nếp, răn dạy con cháu hướng thiện, truyền đạt lại những giá trị truyền thống tốt đẹp cho thế hệ sau. Quý vị thân mến, người xưa có câu: gần bực thì đen, gần đèn thì rạng. Chắc quý vị cũng nghe nhiều rồi đúng không ạ? Câu này có nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc, kết thân với người có tư cách tốt, bậc quân tử, dần dần chúng ta cũng sẽ trở thành những người tốt, học hỏi được những điều hay. Ngược lại, khi chơi cùng với những người xấu tính, gian ác, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng và trở nên tồi tệ hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận ra đâu là một bậc quân tử, đâu là kẻ tiểu nhân sống hai mặt? Từ những hành động, lời ăn tiếng nói thường ngày, ta có thể nhìn ra đặc trưng tính cách và tác phong làm việc của một con người. Người đáng tin cậy chắc chắn sẽ nói chuyện rất chân thành. Nhưng những kẻ giả tạo thì khác. Họ có thể dùng những lời nói hay ho, đẹp đẽ bề ngoài, che đậy hay ngụy trang cho những ý nghĩ đen tối và tình cảm thấp hèn bên trong của mình, quý vị ạ. Tuy nhiên, cho dù có cẩn thận đến đâu, họ vẫn không tránh khỏi những câu cửa miệng. Sau đây là 5 câu nói cửa miệng của những kẻ tiểu nhân bạn nên tránh kết giao. 5 câu nói đó là: câu nói thứ nhất, không phải vì bạn thì tôi đã không thế này. Không phải vì thì tôi đã không thế này là câu nói mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày. Nếu đủ tinh ý, nó sẽ giúp quý vị có thể phân biệt đâu là những người bạn chân thành, đâu là những người giảo hoạt, không đáng tin cậy. Câu nói này mới nghe thôi đã thấy nó mang nghĩa tiêu cực. Trong hầu hết các ngữ cảnh, người nói ra câu này đều tỏ ý đang không tôn trọng quý vị đấy ạ. Họ lấy lợi ích hay quyền lợi của quý vị ra để biện minh cho những việc bản thân đã và đang làm. Điều này sẽ khiến cho quý vị rơi vào trạng thái khó xử, bối rối, không biết liệu họ có thực sự muốn tốt cho mình hay không. Nhiều người miệng thì nói vì lợi ích của bạn, nhưng trong thâm tâm thì không thực sự như thế. Họ nói ra câu này để trốn tránh trách nhiệm của mình, hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Họ sẽ luôn
đặt lợi ích bản thân lên trên tất cả và cho rằng bản thân là tốt nhất. Nếu không tốt, chắc chắn là do người khác. Mà quý vị ơi, trong mọi mối quan hệ, tôn trọng lẫn nhau là điều cơ bản khi giao tiếp. Tuy nhiên, người nói ra câu này, dù vô tình hay cố ý, đều nói lên đối phương đang giao tiếp không chân thành với chúng ta. Họ mang lại cho quý vị năng lượng tiêu cực. Nếu tiếp xúc lâu dài, tự nhiên quý vị cũng sẽ hấp thụ năng lượng đó. Do đó tốt nhất là quý vị đừng kết thân với những người hay nói ra câu này, nếu không muốn bản thân càng ngày càng đi xuống. Câu nói thứ hai, sao keo kiệt thế nhỉ? Nếu là tôi đã rồi. Quý vị có thể thấy đây chính là câu nói của những người giả vờ đạo đức. Trong nhiều trường hợp, họ dùng những câu nói mang hàm ý phê phán, đi kèm những triết lý để đi chỉ trích hành vi của người khác. Thế nhưng, khi chuyện xảy ra với bản thân, thì họ lại trở nên hẹp hòi, ích kỷ và làm ngược lại những câu mình đã phát ngôn trước đó. Những người hay nói câu này thường mở miệng ra là nói đạo lý, tiếp sau đó là đem người khác ra hạ bệ và coi thường. Dù thích lôi đạo đức lý lẽ ra phán xét người khác, nhưng họ lại ít khi góp ý thẳng thắn với người được nói đến, mà chỉ đi bêu xíu sau lưng để làm hạ thấp danh dự của người khác. Người hay nói những lời này thực chất là vì bản thân họ có tính đố kỵ, tâm tính hẹp hòi nên chẳng muốn ai hơn mình. Tuy nhiên, vì không có bản lĩnh nên họ chỉ dám nói sau lưng cho thỏa mãn sự ghen ghét của mình. Đây chính là kiểu người sống hai mặt. Thế nên quý vị tuyệt đối không kết giao với những kẻ tiểu nhân như vậy. Bởi biết đâu đến một ngày, chính quý vị cũng có thể trở thành nhân vật chính trong những lời lẽ đạo đức của họ. Trong xã hội rộng lớn này, chúng ta sẽ gặp đủ kiểu người trong xã hội. Do đó, hãy tự chuẩn bị cho mình một tâm thế đề phòng những kiểu người không mấy tốt đẹp. Đừng để họ bước vào cuộc sống của bạn. Có như vậy, bạn mới có thể an yên với cuộc sống. Câu nói thứ ba, tôi làm tất cả cũng là vì lợi ích của bạn thôi. Đã có ai nói với quý vị câu này hay chưa? Nếu có, thì quý vị nên xem xét lại mối quan hệ của mình với người đó ngay nhé. Như ngẫm sự đời đã nói đây ạ, tôn trọng lẫn nhau là điều cơ bản cần có trong giao tiếp giữa các cá nhân. Nếu một người luôn tỏ ra thiếu tôn trọng quý vị bằng một cách cố ý hoặc vô ý, điều đó có nghĩa là đối phương đang giao tiếp không chân thành với quý vị rồi. Tôi làm tất cả cũng là vì lợi ích của bạn thôi, là câu có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe thấy. Họ lấy lợi ích của quý vị ra để trả lời cho tất cả những gì họ làm, bất chấp điều đó có phải là điều quý vị muốn hay không, có khiến quý vị cảm thấy khó chịu hay không. Nó khiến quý vị bối rối, không biết liệu họ thực sự muốn tốt cho mình hay đưa mình xuống hố sâu. Liệu họ có thực sự đứng từ vị trí của bạn mà suy nghĩ hay đều có mục đích thực sự đằng sau. Có người miệng nói vì lợi ích của bạn, nhưng thực ra trong suy nghĩ của họ chỉ nghĩ cách để chèn ép chúng ta mà thôi. Chỉ cần quý vị gặp được chuyện tốt, thành tích tốt, thì người đó sẽ nhanh chóng chỉ ra những điều xấu xa, cạm bẫy đang chờ quý vị ở phía trước. Họ nói những lời nhụt chí để chèn ép bạn, rồi giải thích rằng họ không có ý xấu, mà chỉ mong quý vị đừng tự cao. Tất cả cũng là vì lợi ích của quý vị. Thực ra trong thâm tâm, họ ghen tị với bạn và thực sự không muốn chúc phúc cho quý vị như miệng họ vẫn nói đâu. Có người miệng nói vì lợi ích của bạn, nhưng thực ra hoàn toàn không muốn quý vị được sống tốt hơn họ. Nếu quý vị xin lời khuyên những người này khi quý vị đang gặp khó khăn, họ sẽ không cho quý vị ý kiến xác đáng mà hướng đến cách tiêu cực. Họ không thực sự muốn giúp quý vị mà chỉ thể hiện ra bên ngoài như thể nhiệt tình thôi. Những lời khuyên tất cả là vì lợi ích của bạn, cuối cùng lại khiến tình hình của quý vị trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Sau đó hãy tránh xa những kiểu người hễ cứ mở miệng là nói câu này quý vị nhé. Câu nói thứ tư, không phải vì thì tôi đã không thế này. Lời ông cha ta dạy từ xưa đến giờ chưa bao giờ là sai, quý vị nhỉ?
gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Kiểu người mà bạn kết giao sẽ quyết định cấp độ của mình và kiểu người mà chính mình sẽ trở thành trong tương lai. Khi kết giao với những người có năng lượng tích cực, tất nhiên là quý vị sẽ học hỏi được thái độ lạc quan của họ, quan sát cách họ đối nhân xử thế, kiểm soát cảm xúc mà rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Trong khi đó, kết giao với những người có năng lượng tiêu cực, theo thời gian, quý vị cũng sẽ hấp thụ chính năng lượng đó. Và dù là thái độ đối với cuộc sống và công việc hay cách quản lý cảm xúc cá nhân, mọi thứ đều dần trở nên tệ. Nếu hiện tại quý vị đang giao du qua lại một người hay nói không phải vì thì tôi đã không thế này, thì đây là người thường xuyên đổ lỗi cho người khác về điều nọ điều kia, tốt nhất đừng nên kết thân. Họ hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Những người mỗi khi không vừa lòng điều gì liền đổ lỗi cho số phận, chắc hẳn đã không nỗ lực thực sự cho cuộc đời của chính mình. Họ chỉ chăm chăm vào việc so sánh những gì người khác được rồi than trách số phận đủ điều, nhưng lại không thấy người khác đắp bỏ công sức thế nào. Người như vậy thiếu tinh thần trách nhiệm, thường đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, cho rằng bản thân là tốt nhất. Nếu không tốt chắc chắn là do người khác. Họ không trả giá cho những sai lầm của mình mà tìm cách đổ lỗi cho người khác, chỉ thích vơ công lao về mình. Gặp kiểu người thích đổ lỗi này, nhất định quý vị phải rất cảnh giác, kẻo có ngày quý vị lại là một nguyên nhân trong thất bại của họ. Câu nói thứ 5, người như vậy không tốt đâu, đừng có tin. Bất kể trong cuộc sống hay công việc, luôn có một loại người thích nói xấu sau lưng người khác, chỉ cho rằng ai đó không tốt đâu, đừng có tin. Trong quá trình làm quen với họ, quý vị cho rằng họ không tệ, nhưng dường như có điều gì đó không ổn, dặn quý vị người này người kia không tốt, chớ có tin tưởng. Người khôn ngoan luôn chọn cách tránh xa những người hay đi nói xấu người khác. Một người luôn thích nói xấu sau lưng người khác và gán cho người khác là người không tốt thường chính là người có vấn đề nhất. Họ rất có thể là người lòng dạ hẹp hòi, thích ngồi lê đôi mách, thích gây chia rẽ, đối xử tệ bạc với mọi người. Người bị họ gán cho cái mắt không tốt có thể từng rất thân thiết hoặc không đội trời chung, có nhiều ưu điểm mà họ không sánh được, khiến trong lòng nảy sinh sự ghen tị. Rõ ràng trong quá trình kết thân với người khác, họ chưa từng tỏ ra ghét bỏ dù chỉ một chút, thậm chí còn có lời khen ngợi đối phương, nhưng trong nháy mắt lại nói với quý vị rằng đó không phải là người tốt. Điều đó cho thấy họ đối xử với mọi người đều không có sự chân thành và thiếu sự tôn trọng cơ bản. Kết giao với một người như vậy, một ngày nào đó quý vị cũng sẽ trở thành người không tốt trong miệng họ. Những người như vậy nhìn bề ngoài có nhiều bạn bè, luôn nhiệt tình với người khác, nhưng thực chất lại mưu mô, quan hệ tốt đến mấy cũng đừng kết thân quý vị nhé. Trong xã hội rộng lớn này, chúng ta sẽ gặp đủ kiểu người, thiện có, ác có, chân thành có, đạo đức giả có. Tâm hại người thì không nên, nhưng tâm phòng người nhất định phải có để có thể an yên với cuộc sống. Với người thường xuyên nói 5 câu trên, cho dù mối quan hệ tốt đến đâu thì quý vị cũng tuyệt đối đừng kết thân, kẻo có ngày thiệt thân. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.